Ngày 27 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Nội vụ đã tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả nghị quyết đại hội 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và Văn phòng, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, phát huy được vai trò hạt nhân trong lãnh đạo đảng viên, công chức và người lao động. Tuy nhiên, nhiệm kỳ vừa qua cũng gặp phải những hạn chế như việc tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Trong thời gian tới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng đề ra phương hướng, mục tiêu theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp. Toàn bộ đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và trong cả nhiệm kỳ.